Tuyển Việt Nam tập buổi đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Do trời mưa, ban quản lý sân thống nhất lúc đầu tưởng không thể sắp xếp cho đội tuyển tập luyện để bảo vệ mặt cỏ. Nhưng sau khi hết mưa và mặt sân khô ráo, đội tuyển bước vào buổi tập lúc 16:30. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng được phân công tiếp xúc truyền thông. Anh cho biết rất vui và vinh dự khi thấy dòng người xếp hàng mua vé để cổ vũ cho đội tuyển. Chúng tôi sẽ chơi hết mình và cố gắng giành chiến thắng giàu cảm xúc tặng cho người hâm mộ, Công Phượng nói. Việc Ánh Anh Đức lên làm trợ lý là cách sắp xếp của huấn luyện viên trưởng. Tôi nghĩ mọi người đều có vai trò riêng và nếu làm tốt phần việc của mình, mỗi người sẽ giúp ích cho toàn đội, Công Phượng nói thêm. Sau khi cùng đội U23 giành huy chương vàng SEA Games 31, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được nghỉ ngơi ít ngày rồi mới trở lại tập trung đội tuyển quốc gia. Đây là buổi tập đầu tiên của anh, do các trung vệ Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh dự giải U23 châu Á, còn Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Trung chấn thương. Tân binh của Bình Định nhiều khả năng sẽ được sử dụng, tương tự là trường hợp của trung vệ Việt Kiều sớm.